lên quanh 100 triệu đồng và trên nửa tỷ đồng cho những chiếc nhẫn Patek Philippe Nhị Lăng Luxury. Trân trọng giới thiệu cặp nhẫn vàng hồng nguyên khối, một chiếc không có viên chủ, một chiếc có viên chủ. Và viên chủ này là 7.2 nước đi VVS1 Barcelona, nhưng những thông số đó là những thông số cơ bản. Còn về những thông số chuyên sâu như tỷ lệ mặt bàn, chiều cao, trọng lượng của viên kim cương, dứt cắt và những cái thông số để cho viên kim cương này tỏa sáng rực rỡ nhất, thì đây là một viên kim cương mà Nhị Lăng đã tuyển chọn theo thông số của quốc tế, chuẩn quốc tế. Và viên kim cương này là một trong những viên mà Nhị Lăng đã tuyển chọn cực kỳ kỹ để phục vụ đến với tất cả quý khách của Nhị Lăng. Nhị Lăng là đơn vị chuyên về trang sức cao cấp, tuyển chọn không sô bồ, tức là mình chỉ chọn những sản phẩm cao cấp mà được chọn lựa để mà phục vụ, để mà giao lưu đến với tất cả quý khách, để mà phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc, thăng hoa trong thú chơi đồ cao cấp luxury tuyển chọn. Hai mẫu này cơ bản thì nhìn bề ngoài, xung quanh ngoài thì như nhau, nhưng mặt chính diện thì sẽ khác nhau. Chiếc nhẫn này được lấy ý tưởng từ cái khóa của đồng hồ Patek Philippe, khóa trên dây đeo, đồng hồ dây da. Thì chúng ta sẽ thấy xung quanh vòng tròn này là vòng tròn có những viên kim cương baguette óng ánh lấp lánh, mà Nhị Lăng phải mài từ viên kim cương to để mài ra được viên kim cương baguette óng ánh lấp lánh như thế này. Và phải chọn sao mài sao thông số sao phải đồng nhất kích thước những viên với nhau, và độ sạch, độ đẹp, tất cả những thông số thì mới đủ được tiêu chuẩn, tiêu chí của Nhị Lăng Luxury và đủ tiêu chí, tiêu chuẩn của hàng cao cấp Luxury. Còn chính diện thì ở giữa là chiếc không có hộp chủ, thì sẽ thay vào đó là logo hoa thị của Patek Philippe. Bên chiếc nhẫn có hộp chủ này là không có logo hoa thị ở chính giữa, nhưng là một viên kim cương chủ 7.2 tuyển chọn nước đi. Và dưới viên kim cương chủ này sẽ có một vòng tròn những viên kim cương nhỏ mà Nhị Lăng chọn từng viên đồng nhất kích thước với nhau và được gắn ở dưới đáy của viên kim cương chủ. Nhìn chính diện vào viên chủ thì chúng ta sẽ thấy là 6 phần ở bên ngoài của viên kim cương và 4 phần nằm ở dưới đáy của viên kim cương để tạo hiệu ứng lấp lánh, chiếu sáng, hỗ trợ tối đa cho viên kim cương chủ này tỏa sáng một cách rực rỡ nhất. Kết hợp với những viên kim cương baguette óng ánh bên ngoài thì cái sự phản chiếu này sẽ tạo cho sự lấp lánh long lanh từ chiếc nhẫn Patek Philippe đặc biệt này. Điểm khác biệt khi mà cái chiếc nhẫn có viên chủ này không có logo hoa thị ở trên chính diện thì Nhị Lăng sẽ cho hai logo hoa thị hai bên to hơn ở chiếc nhẫn không có hộp chủ mà có logo hoa thị. Và trong video sẽ chắc chắn sẽ có khách hỏi chiếc nhẫn mà Nhị Lăng đang đeo. Vâng, đó cũng là một chiếc nhẫn Patek Philippe được lấy ý tưởng từ đồng hồ Patek Philippe Nautilus. Và đây là một phiên bản đồng hồ thu nhỏ gọn bằng cách là đồng hồ nhẫn đeo trên ngón tay và chạy cực kỳ chuẩn giờ bởi vì máy chạy bằng pin. Vâng, và đến với Nhị Lăng Luxury, quý khách sẽ được chọn những sản phẩm ưng ý nhất, bởi vì Nhị Lăng là đơn vị chuyên về tuyển chọn bất kỳ những thương hiệu nổi tiếng xa xỉ nào trên thế giới, Nhị Lăng sẽ chọn, nhưng mà chọn những sản phẩm được yêu quý, sự yêu quý của quý khách và chọn lựa của quý khách. Còn nếu như sản phẩm đã qua sử dụng thì Nhị Lăng sẽ chọn những sản phẩm mà phải like new như mới, mới phục vụ và du lưu đến với tất cả quý khách, cũng như tiêu chí chọn đồ, tuyển đồ và hoàn thiện đồ một cách tỉ mỉ, tinh tế, hoàn hảo theo tiêu chí cao cấp để mà phục vụ một cách thăng hoa nhất đối với sản phẩm giá trị mà chúng ta phải bỏ tiền ra để mua sở thích và phục vụ cảm xúc của chúng ta. Nhị Lăng xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Nhị Lăng Luxury, và Nhị Lăng kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công đồng hành cùng Nhị Lăng Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Nhị Lăng Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.